Sau đây là laptop 123 sẽ giới thiệu đến các bạn là con Dell mới về, đó là dòng Dell Poco 5468. Mới vừa xuống máy bay luôn các bạn. Đây, sau đây mình sẽ phẫu thuật một cái Dell Poco 5468 cho các bạn xem. Lần này về chỉ có màu gold các bạn. Đây, màu gold. Bề mặt màu gold này là nó là màu nhám nhám vậy, màu bằng vỏ nhôm nguyên khối. Rất là đẹp. Con này nhẹ 1,5 kg. Phía sau này là nó có khắc dòng có chữ Poco khắc sâu vào. Cái dòng này là Poco 5468. Mình nói sơ bộ của cấu hình của nó là Poco 5468 i5 thế hệ thứ 7 mới ra. i5 7200U. Tốc độ là 2.5. Đây mình mở cái bên trong này cho chính xác luôn nè. Khi mà coi cấu hình các bạn bấm nút nguồn và bấm F2 là các bạn sẽ coi được cấu hình. Đây, nó là i5-7200, tốc độ 2.5. Cái dòng này up to lên được 3.1 nha các bạn. RAM em này là 4GB. Nó có hai DIMM. Đây, DIMM A là gắn 4GB rồi, DIMM B là nó còn một DIMM còn trống rồi. Các bạn có thể gắn lên 4 nữa hoặc là 8. Hoặc là các bạn gắn maximum là 32GB. Ổ cứng của dòng Poco 5468 thì nó là 1000GB các bạn. Đây, ổ cứng 1000GB. Đặc biệt trong này nó thể hiện cái card của các bạn coi luôn. Card đây là card GeForce 940MX và một cái nữa là rất là quan trọng, đó là một cây M.2 SATA còn trống. Đây các bạn, M.2 SATA còn trống. Dòng này nó có khe SSD M.2 để các bạn gắn lên, xíu được mình sẽ mở ra cho các bạn xem bên trong. Em này là có Windows 10 bản quyền nha các bạn. Windows 10 bản quyền. Bàn phím của dòng Dell Poco 5468 này nó khác với 5459. Là 5459 các bạn có thể mở bàn phím lên được. Còn cái dòng này là các bạn nó dính luôn, nó dính bên trong luôn. Nó dính bên trong luôn. Cho nên là không có thay, không có, nếu mà bàn phím mà hư là phải mở cái này lên. Đây bề mặt của bên này nè. Bên này là nó có một cái cổng HDMI. Những cái dòng trước thì nó bỏ cổng này rồi, nhưng mà dòng thế thứ 7 nó kết hợp hai cổng, cổng VGA rồi máy chiếu đời cũ và bên này là cổng HDMI. USB của dòng này thì nó có 3 cổng thôi, 5468 nó chỉ có 3 cổng USB thôi. Đó là bên này là bên phải một cổng USB 3.0 nè. Và bên trái là hai cổng USB 3.0 luôn. Đối với dòng 5568 thì nó có 4 cổng, mà dòng 5468 14 inch thì nó chỉ có 3 cổng thôi. Đây là cổng mạng LAN HDMI. Đây là cổng VGA máy chiếu đời cũ. Đây là cổng card reader. Về ngoại hình thì nó 99% là giống Dell Poco 5459, nó chỉ khác cái bề mặt này thôi. Bề mặt này dòng Dell Poco 5459 thì nó trơn sọc sọc, còn cái dòng này là nó nhám.
nhôm các bạn. Màn hình em này là màn hình IPS các bạn, màn hình IPS chống chói, màn hình rất là nét. Đây nó có win bản đồ bản quyền, chưa có bung. Khi mà các bạn mua là mình sẽ bung ra các bạn. Đây mình sẽ cầm lên cho các bạn coi, rất là nhẹ luôn, nhẹ lắm. Rất là đẹp. Đây, khi các bạn mình làm việc các bạn cầm với các bạn sắc tia rất là thể thao, thời trang. Màu gold rất là sang trọng. Đây mình sẽ giới thiệu lại các bạn cái cấu hình chuẩn của nó là i5-7200U, tốc độ 2.5, up to tức là turbo lên đến 3.1. RAM nguyên bản của nó là 4GB, xài DDR4 nha các bạn, RAM DDR4 2400MHz, bớt 2133, RAM 4GB thôi, nó có hai khe để gắn RAM. Các bạn có thể gắn thêm 4 hoặc là gắn thêm 8 hoặc là gắn 2 thêm 8 thành 16GB. Đặc biệt cái dòng này là nó có khe để các bạn gắn MSI, M2 SATA, tức là ổ cứng SSD đó. Bây giờ mình sẽ phẫu thuật cái em này ra để cho các bạn chiêm ngưỡng bên trong nó ra sao. Khi các bạn mua cái sản phẩm này ở bất kỳ công ty nào, nếu các bạn muốn nâng cấp SSD hoặc là RAM thì tới đây bên mình nâng cấp cho, nâng cấp miễn phí. Đây bây giờ mình sẽ phẫu thuật cho em này ra cho các bạn xem bên trong. Cái dòng này nó ốc rất là nhiều, các bạn phải mở cẩn thận. Khi các bạn mở cái dòng này ra phải hết sức cẩn thận, không nó gãy chốt hết. Bây giờ bên mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mở laptop cái dòng này một cách an toàn nhất. Đó, các bạn mở ốc ra hết. Cái dòng này nó chỉ có được đâu 10 con ốc thôi. Loa nó nằm hai bên này các bạn. Bình thường là loa nó sẽ nằm hai bên này, như những dòng khác nằm hai bên này. Bây giờ loa sẽ nằm hai bên này. Công nhận đeo công nghệ nó thu hút rất là lớn, sức thu hút rất lớn. Công nghệ rất là tiên tiến, đi tiên phong. Đây là công nghệ tiên phong nhất của công nghệ trong các dòng các laptop. Asus giờ nó còn bán đời thứ 4, thứ 5. Dell giờ nó bán thứ 7 rồi. Những con ốc sau này ở phía sau này là giống nhau các bạn. Các bạn cứ mở thoải mái, các bạn không có sợ lộ. Rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chỉ có 10 ngóc thôi. Đây, khi các bạn mà không muốn nâng ở cửa hàng, các bạn mua về các bạn tự nâng thì các bạn mở ngay đây các bạn. Mình dùng một cái các bạn dùng cái thanh nhựa nào mà nó không phải là san sắt. Nếu các bạn cắm vô nó sẽ bị chày. Nếu các bạn cắm ngay đây, mở các bạn mở ngay đây hoặc là các bạn móc từ sau móc tới. Móc từ sau móc tới thì nó sẽ gãy chốt hết.
Để mở một cách đơn giản nhất là các bạn cắm ngay đây. Các bạn chỉ cần lấy cái này các bạn nhận ngay đây thì nó sẽ ra hết. Ra rất là đơn giản. Đây mình sẽ hướng dẫn các bạn đây. Đây. Các bạn chỉ cắm vô đây các bạn nhận xuống là nó ra rồi các bạn. Thấy không? Đấy, rất là đơn giản luôn. Đấy. Các bạn cứ thoải mái, các bạn mở ra nâng cấp thoải mái nha các bạn. Vì đeo hiện nay là nó bảo hành theo số seri, nó không phải bảo hành theo tem mà bảo hành theo số seri. Từ cục pin, cục sạc, cây RAM đến ổ cứng, bất cứ cái gì thì nó đều được bảo hành theo seri hết. Đây RAM, đây RAM các bạn, đây RAM. Trong này nó có hai khe để cắm RAM. Đây là DIMM A. DIMM A nó đã gắn một thanh này nè. RAM 4GB 2400, tức là bớt 2400 MHz. Bên này là có một DIMM nữa các bạn. Đây là đây các mình đây, đây các bạn gắn, chỉ cần gắn một thanh RAM vô đây. Và là các bạn gắn một thanh RAM vô bên này. Hai khe cắm RAM rất là tiện lợi. Nó tiên tiến hơn các dòng trước là chỉ có một khe thôi. Đây là ổ cứng. Dòng Dell Virtual 5468 i5 hoặc là i7 thì i3 thì nó chỉ pin chỉ có 3 cell thôi các bạn. Pin pin 4mm xài rất là lâu. 42W. Đây là ổ cứng HDD. Đây là cái quạt. Đây là cái cục Wi-Fi. À, dưới này là cái mat. Đây là cái cạc các bạn. Cái cạc được đóng bởi lên một cái lớp đồng và đường dẫn tới cái quạt. Đặc biệt hơn nữa đó là cái này các bạn, cái này rất quan trọng đây. Đây là cái khe để gắn thẻ nhớ SSD M2. Đây mình sẽ hướng dẫn các bạn gắn SSD M2. Các bạn nhìn thấy đây có một con ốc. Các bạn mở con ốc này ra. Đây đeo, thường đeo thì nó sẽ tặng kèm theo con ốc để các bạn, khi các bạn gắn vô thì các bạn có ốc để các bạn làm bằng lại. Đối với Asus thì nó sẽ không có. Khi đó các bạn phải mua con ốc riêng ở ngoài. Hoặc là khi mua SSD người ta sẽ tặng kèm theo con ốc. Đây SSD M2 ở một laptop 123 bán một thanh 128GB á. Đủ các liệu, đủ các loại các bạn. Là 1.300.000. 256GB á là 2.200.000. Đây SSD M2. Các bạn gắn mà, các bạn chỉ cần cắm vào đây thôi. Đấy. Mình nhắc lại là cái loại SSD này á, là SSD chuẩn của nó là 2280 nha các bạn. Chứ các bạn bấm cái loại ngắn hơn là nó không có vừa đâu. Loại là loại 2280. 2280 tức là độ chuẩn của nó là dài rộng 22. Đó. Đó. Rồi các bạn con ốc này các bạn chỉ cần bạn có ốc này là xong. Chỉ cần các bạn RAM là các bạn chỉ cần gắn 8GB thôi. Đây mình tư vấn các bạn mua cái dòng này là các bạn chỉ cần gắn RAM 8GB. Ổ cứng các nó tùy các bạn thích. Nếu mà các bạn thích có tiền thì thêm ít trăm ngàn nữa các bạn lấy 256GB thì hay hơn. Khi đó các bạn chia cài Win lên 256GB thì chạy tốc độ nó sẽ nhanh hơn là 128 vì cái không gian thở của nó sẽ nhiều hơn. Hoặc là khi các bạn cài phần mềm nhiều, các bạn chơi game như GTA 5 các bạn cài vô nó cũng gần cả 100GB là 60-70GB rồi. Đó. Các bạn đang gắn 256 là hay hơn. Sau này nó còn có thể mình chia ra một thêm một đĩa để mình lưu dữ liệu nữa. Đó. Hiện tại cái model này thì bên mình về rất là nhiều hàng. Hôm nay là ngày 20 tháng 10 rồi, chiều 20 tháng 10 mới về tới.
Để các bạn có thể ngày 21 là bắt đầu các bạn tới chuyến thoải mái rồi nha các bạn. Tới chuyến thoải mái luôn. Nhanh tay nha các bạn ơi. Ngày mai là coi như là một ngày rất là đẹp trời đối với lớp tối 123 luôn. Mình nghĩ chắc chắn là khách tới được rồi. Đây dòng này mới nhất mà. Chỉ có mấy nhà về thôi. Còn cần các bạn muốn rẻ thì các bạn chờ nha, các bạn chờ cỡ tháng nữa thì giá con này chắc tuột dốc hơn triệu á. Mà mình nghĩ các bạn sẽ không thưởng lại được vẻ đẹp và độ mạnh của nó đâu. Hơn nhau 1 triệu nhưng mà có máy để xài sướng hơn. Đây lắp lại các bạn, lắp lại. Khi lắp lại là các bạn chú ý là phải lắp cái này trước nha các bạn. Lắp cái phần này và phần này vào trước. Các bạn lắp kiểu nào cũng được hết nhưng mà mình khuyên các bạn là nên lắp cái này. Theo kinh nghiệm của bên mình lắp bên cái này trước. Các bạn lắp cái này trước thì nó dễ hơn. Đây các bạn bấm vô. Cái gì thì mình lắp một phần trước thôi, còn phần sau là mình bấm vô. Đó. Thế là xong rồi các bạn. Lắp lại rất đơn giản, mở ra thì cũng rất đơn giản và lắp lại càng đơn giản hơn. Đó. Bên trong rất là đẹp. Màu xám huyền bí. Bên ngoài là màu vàng rất là thời trang. Vỏ nhám. Vỏ nhôm. Có Vega các bạn, dòng này có Vega. Rất thế hệ thứ 7 rất đặc biệt đó là nó sử dụng cái công nghệ là gọi là Cabriolet. Xung nhịp rất là cao. Tích hợp đủ các thứ. Đặc biệt là có hai khe để gắm RAM và có khe để gắn SSD, cái đó rất là quan trọng. Quan trọng nhất là có khe để gắn SSD. Bởi vì những dòng mà không có CD là hiếm lắm, hiếm cái để mà hiếm, tại vì nó quá mỏng, nó không thể nào mà để mà gắn SSD được. Đối với nhưng mà dòng này nó thiết kế để gắn SSD M2, thì M2 nó rất là nhỏ. Đó. Thôi mình chỉ nói tới đây thôi, còn cái dòng này là nó được bảo hành chính hãng của Dell Việt Nam toàn quốc các bạn. Khi các bạn gọi lên tổng đài Dell 18005455455 là nó sẽ hướng dẫn cách khắc phục lỗi cũng như là khi bị lỗi thì nó sẽ cử nhân viên của Dell tới nhà bảo hành miễn phí. Dòng đối với dòng Dell Virtual 5468 thì nó chỉ được bảo hành 12 tháng các bạn. Riêng cái dòng Dell Inspiron 5567 á, hoặc là với thì nó sẽ được bảo hành tới 2 năm. Rồi chân thành cảm ơn các bạn.